tăng một bậc ạ. Một bậc bằng một bậc bằng. Ok, Pila và Tiểu Mân xin chào mọi người. Thôi không liếm, không liếm, không liếm, liếm. Đừng liếm đầu chị, đã bảo. Đấy, thở ra cái mà. Liếm đầu chị, liếm đầu chị nên chị ướt hết. Rồi. Không, 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 không liếm. Nằm xuống, Pila nằm xuống đây. Nằm. Nằm thật nhẹ nhàng, đúng rồi, nằm thế trông được. Nằm thế trông thì được, nhưng mà nằm như thế thì lại cũng lại hơi gì. Nằm ra, nằm nghiêng, nằm, 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 nằm xuống. Ừ, nằm thế thì lại hình ra xa quá. Lùi lại. Nằm ra, nằm xuống, nằm. Rồi, tiến lên một tí, nằm tiến lên lên đằng trước, trông chị thì phải nằm lên đằng trước. Rồi. Rồi. Ok. Nào. Nằm yên nhé. Rồi, nằm yên đi trông chị là được rồi. Đó, mọi người xem để cho mọi người sẽ thấy được là cái con rốt ấy, cái giống rốt ấy là nó rất là thích trẻ con. Cái bản năng của nó là nó bảo vệ trẻ con. Thôi. Và nó yêu trẻ con, đôi khi là nó yêu trẻ con quá, thành ra là nhiều người nhìn sẽ thấy sợ. Vì nó liếm láp và nó này kia, mà con chó thì nó rất là to. Cho nên là sẽ rất là nhiều người là thấy là ghê, vì con chó nó rất to. Nhưng mà như này thì không, là không nhìn thấy được cái mặt của Pila rồi. Pila phải ngồi lùi lại một tí đi thì mới được. Để làm sao mà nhìn được cái mặt của Pila kia. Đó. Thì khi mà nuôi chó ấy, mà giống chó nào cũng vậy, nó tùy chính từng giống một. Nhưng mà nếu mà những cái giống chó mà nó thích trẻ con ấy thì chúng ta đừng có, rồi cái lang ngồi xuống, thì chúng ta đừng có cố cấm chúng nó, mà chúng ta phải dạy chúng nó. Rồi phải dạy chúng nó cái cách tiếp xúc để làm sao để cho nó nhẹ nhàng. Thôi đừng liếm nữa, không liếm nó liếm ướt hết quần áo chị. Rồi. Đó. Thì đừng có cấm chúng nó quá, mà để cho chúng nó tiếp xúc, nhưng mà phải cho nó tiếp xúc nhẹ nhàng. Và hướng chúng nó. Còn thực ra trẻ con chơi với chó thì nó tốt cho trẻ con, nó tốt nhiều thứ, chứ nó không phải tốt một thứ. Đó. Như Mẫn này là bây giờ là 4 tháng này. Đây là 4 tháng tuổi này, con gái. Sau là sẽ là chị của cả cái bọn này. Nó có Pila là thôi, nằm xuống. Pila là xoắn suýt chị nhất. Pila là xoắn suýt chị nhất. Có lẽ là do Pila nhiều tuổi rồi, nằm xuống. Pila nhiều tuổi rồi thì chắc là Pila chơi với chị, hy vọng là Pila chơi với chị được khoảng tầm 4 năm nhỉ. Làm sao cố gắng sống thọ tí. Năm nay Pila là 11 tuổi rồi. Để sau chị còn cưỡi Pila được. Nè, Pila thì vẫn còn trẻ lắm. Thôi. Đấy. Bố mắng nhầm Pila một trận rồi. Can tội nhà em Pila là láo nháo, đã bảo là nằm yên đấy không được liếm rồi mà còn cứ liếm. Mắng nhờ trận cho chừa đi nhá. Pila nhá. Nhớ đấy. Tan cái tội liếm trộm. Được rồi. Ok, thôi không nhắc lại chuyện đấy nữa. Rồi, nhất trí. Ok. Rồi, thế con tha cho em Pila là này nhá. Bỏ qua nhá. Chị Mẫn bỏ qua cho em rồi nhá. Ok, thôi rồi. Rồi, ok. Rồi, ok. Để tắt đi.